có cái vị xương 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 quách á, nước nước dùng từ xương á, khá là ngon nha, nó mà cho nước nữa ngon nữa bạn nha, tốt sức khỏe, mặc dù không ngon bằng cái mì chiên thiệt nhưng mà ăn tốt sức khỏe được nha, nước cũng thơm. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review thêm của mình nha. Thì trước mình có review về thương hiệu mì Nissin đấy bạn, thì rất được nhiều bạn quan tâm tên tuổi nó, nên là như là mì không chiên đi đó, mì 365 nữa bạn nè, đó không chiên nha. Đây là mì vị xíu quách thịt bằm, rồi mời cả nhà với mình cùng review món này nha, mì Nissin 365 vị xíu quách thịt bằm. Ok, đây là cận cảnh cái gói mì Nissin vị xíu quách thịt bằm. Đó, này mì nước bạn nha, này mì không chiên, đó nó sẽ khác cái vị kia nha. Mình có bài so sánh giữa mì không chiên với mì chiên, các bạn coi thử nha, để các bạn rút kinh nghiệm, các bạn nên chọn mì nào nha. Này cách nấu thì giống như mì nước, các bạn cho nguyên liệu vô nè, rồi cho nước vào, mình đợi 3 phút thôi, vậy thôi các bạn nha, đơn giản thôi. Này của công ty như là Nissin Việt Nam. Rồi mình sẽ có tô, sẽ cho mì vô. Này các bạn, mì chiên nó sẽ như vậy nè các bạn, thấy không? Đó, nó không có nở ra nhiều lắm ha. À, nó không có phình ra, nó sẽ hơi sấy rồi thôi, nó bị tóp lại á, nó sẽ bị không chiên, nó đặc trưng vậy đó. Nhờ, cái ăn sẽ không ngon bằng mì chiên nha, nhưng mà nó tại vì mì chiên sẽ độ dai hơn, mà ăn bảo đảm sức khỏe các bạn hơn bạn nha. Chứ ăn mì chiên hoài biết không tốt bạn, tại vì không biết được dầu như nào. Đó. Rồi mình sẽ cho hết nguyên liệu và mình chỉ việc cho mì vô thôi, cho nước sôi vô thôi. Đó, mình cho cái sốt vô nha, nước sốt này là làm nên thương hiệu nổi tiếng của Nissin đó bạn. Rồi, ép lại thôi. Chờ 3 phút nha. Ok các bạn, cái này thì nó để là kêu là 1 phút 30 giây các bạn nha. Thì bây giờ đã 2 phút vừa qua rồi, thôi mình sẽ mở các bạn nha. Chứ để 3 phút thì nó sẽ hơi nở quá các bạn. Tè, sau 2 phút như thế nào đây? Đó, nó cũng nở rồi hen. Trộn lên mất thêm nửa phút nữa. Không ngon bạn nha. Đó, 2 phút là cũng làm nở rồi bạn nha. Đó. Ăn sẽ ngon hơn, là cái giống mì đó, nó không phải mì chiên nên nó sẽ nó mau nở hơn bạn nha. Cái mì chiên á mới đợi 3 phút, còn cái này mì không chiên thì nó chỉ phải giảm phân nửa thời gian nha, 1 phút rưỡi thôi. Đó, này đã 2 phút rồi phải không? Nó đã nở rồi bạn. Ok, mình sẽ thử nha. Mời cả nhà nha. Cũng được bạn. Cho nước hơi nhiều nên nó cái vị nó không được đậm đà lắm. Cũng thơm cái vị cái gì đó, vị nước hầm từ xương á, khá là ngon. Xương này kiểu xương xí quách các bạn. Đó. Khá là thơm, spot thịt bằm đó, thử mày nha. Ngon mà. Nó mì tươi ghê đó. Các bạn mới mua mì tươi ở ngoài giống mì chay vậy đó. Nước thơm. Thơm lắm. Có vị hành phi, thơm hành phi với có cái vị xương xí quách á, nước dùng từ xương á. Khá là ngon nha, nó mà cho nước nữa ngon nữa các bạn nha. Nghe cũng ngon, tốt sức khỏe, mặc dù không ngon bằng cái mì chiên thiệt nhưng mà ăn tốt sức khỏe được nha, nước cũng thơm. Nói chung món này mì này chấm khoảng được 8 điểm, khá là ngon nha. Nha, đây là hướng đối diện cho nhà xem cái mì trộn, phải mì trộn mà mì nước xíu bắp thịt bằm của hãng Nissin, rất là ngon nha. Nissin cũng là một những hãng nổi tiếng Việt Nam mà khá là ngon. Bữa kia đó, bạn ăn để ăn liền sẽ ngon hơn nha. Nó càng nở sẽ càng mềm ra, nó không được đủ dai như cái thằng mì chiên. Còn mì chiên mà ăn thường xuyên á, nhiều khi cái dầu nó biết dầu gì, hơi sức khỏe không tốt nha. Tuyệt vời, cái vị dễ ăn. Mì không bằng mì chiên nha, mà cái tốt sức khỏe ok. Nhưng mà nước sốt nó dùng ngon, ưu điểm nó dùng good nè. Chấm 8 điểm, 8 điểm sức khỏe.